Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 842. Thời cơ. Lúc Vương Bảo Nhạc bị truyền tống vào bên trong nội bộ của Hoàng Lăng thì lập tức cảm thấy không đúng. Đồng thời, trong chợ cách xa nền văn minh thần mục kia, trên tầng cao nhất của cửa hàng Tạ Gia, sau khi Tạ Hải Dương truyền tống Vương Bảo Nhạc xong, bưng chén trà trên bàn tay uống một ngụm, hắn ta cười tủm tỉm thì thào nói nhỏ: "Bà Nhạc huynh đệ, Tạ Hải Dương ta làm ăn rất đáng tin cậy đấy. 3.000 hồng tinh kia không chỉ bao gồm thông tin, mở cửa và truyền tống không thôi đâu, mà còn là thời cơ nữa. Mà thời cơ mới là thứ đáng giá nhất, bởi vì nhờ có thời cơ này, khi mới xuất hiện thì ngươi sẽ biết được hàng loạt thông tin, thậm chí sẽ thay đổi một số chuyện trong tương lai. Với tư cách là người đầu tư của ngươi, ta có thành ý lắm rồi." Tại Dương mỉm cười đặt chén trà xuống. Cùng lúc đó, trong nội bộ Hoàng Lăng ở Văn Minh Thần Mục, lúc này Bảo Nhạc đang dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc, cố gắng cảm nhận lại mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ ta thật sự là con cưng của ông trời à? Bảo Nhạc lặng đi, rõ mắt nhìn xung quanh. Hắn thật sự không cảm nhận được có một chút lực bài xích nào giống như lời Tạ Hải Dương đã kể trước đó. Nếu như chỉ không cảm nhận được gì thì thôi, nhưng trong thần thức của hắn, dường như vạn vật trong nội bộ Hàng Lăng, thậm chí là cả thế giới này, đều tạo cho bản thân một loại cảm giác thân thiết và nhiệt tình rất khó diễn tả. Ví dụ như ánh mắt của hắn quét tới đâu thì thực vật ở nơi đó lập tức lắc lư như đang chào đón. Hoặc ví như lúc hắn đang đứng ở giữa không trung thì bỗng nhiên có gió thổi đến dưới chân, đỡ lấy người hắn nhưng sợ hắn sẽ tốn linh lực vậy. Mọi thứ ở đây không khỏi khiến cho ánh mắt của Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu lập tức xuất hiện một suy đoán. Có lẽ là do ta tu luyện yểm mục quyết chăng, nên được xem như người có huyết mạch hoàng tộc, hay là thật sự không có huyết mạch hoàng tộc gì cả, chỉ cần tu luyện pháp quyết thần mục thì sẽ phù hợp với yêu cầu ngay. Bảo Nhạc nhèo mắt lại, hắn cảm thấy có lẽ suy đoán này không sai, nhưng không hiểu tại sao ta vẫn cảm thấy chuyện này quá đối quỷ gì. Bảo Nhạc thì thầm, ánh mắt đầy ngờ vực. Sau một hồi lâu trầm ngâm, hắn bèn đáp xuống mặt đất. Bảo Nhạc nhìn đám thực vật đang lắc lư ở xung quanh, rồi lại dõi mắt nhìn về phía những gốc cây ở phía gần mình. Cuối cùng hắn đi về một phía gốc đại thụ mọc rất nhiều quả nhỏ. Khi đi tới trước mặt của nó thì hắn bỗng nói: "Nếu được ăn quả to hơn thì tốt quá." Vừa dứt lời, gốc đại thụ kia đột nhiên chấn động vài cái, tất cả quả trên cây lập tức kéo rũ, chỉ còn lại một quả gần Vương Bảo Nhạc nhất là không hề hấn gì. Thay vào đó, nó còn nhanh chóng phình to ra. Chỉ sau vài hơi thở thì quả trái cây vốn chỉ to bằng đầu ngón tay kia đã lớn bằng nắm đấm. Khi Bảo Nhạc thấy cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ: đúng là có vấn đề, cho dù ta tu luyện yểm mục quyết thì cũng không thể khiến nơi đây thay đổi tới mức như vậy chứ. Sau trong mắt của Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo, sự khác thường này đã khiến cho hắn cảnh giác cao độ. Trong lòng cũng đã có một suy đoán, nhưng suy đoán này chỉ vừa lóe lên trong đầu thì đã bị hắn dằn xuống, ngay cả bao nỗi nghi hoặc trong lòng cũng bị hắn giấu đi, thậm chí hắn còn không thèm suy nghĩ tới. Đương nhiên với vẻ mặt của hắn thì cũng không có gì khác thường. Bảo Nhạc ho khan một tiếng, cố gắng làm cho mình trở nên vô cùng đắc ý. Xem ra ta thật sự là con cưng của ông trời rồi. Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ bản thân mình thật sự rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn đã khiêm tốn lắm rồi, nhưng ông trời cứ thương thầm Bảo Nhạc hắn, nên hắn luôn vô tình trở thành con cưng của ông trời ở mọi nơi. Nếu vậy thì ta cũng không còn bị hạn chế về mặt thời gian nữa. Bảo Nhạc sờ bụng cảm khái, sau đó cơ thể của hắn nhoáng lên. Nhờ sự trợ giúp của gió nên tốc độ của hắn tăng rất nhanh, thần thức tỏa ra, toàn thân bay thẳng về phía trước. Dường như lúc này suy nghĩ của hắn cũng trở nên vô cùng đắc ý, cứ như hắn không nghi ngờ gì cả, cho dù có người đang cố nhìn trộm nội tâm của hắn thì cũng rất khó mà nhìn ra manh mối gì. Nhưng thật ra trong thức hải của Bảo Nhạc lúc này, bàn tay hành tinh được nuôi dưỡng bởi lửa hành tinh đã chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là sâu trong lòng của Bảo Nhạc đã cảnh giác tới mức không thể cảnh giác cao hơn được nữa. Đây là một cách tự thôi miên bản thân, nói cách khác thì chính là lừa gạt chính mình. Nhờ vậy hắn mới có thể vừa cảm giác không lộ chút sơ hở nào, thậm chí còn khiến cho người khác nghĩ rằng hắn đang vô cùng đắc ý.
Bảo Nhạc ngây ngang, đắc ý bay nhanh về phía trước. Khu vực hoang lăng này khá lớn, với tốc độ của Bảo Nhạc cũng phải mất nửa nén nhang mới có thể di chuyển hết nơi này. Nhưng sau khi Bảo Nhạc bay ra khỏi nơi đây không lâu, thì hắn bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên quái lạ. Lúc nghiêng đầu về phía bên phải, toàn thân của Bảo Nhạc lập tức trở nên mơ hồ, sau đó biến mất tăm. Khoảng 20 hơi thở sau, có 7-8 đạo cầu vồng xuất hiện ở trên bầu trời đối diện với nơi Bảo Nhạc biến mất. Tốc độ của những người này không quá nhanh, tu vi tỏa ra cũng chỉ có nguyên anh, ai nấy đều mặc quần áo sang trọng, vẻ mặt của mỗi người đều rất kiêu ngạo, thậm chí trên người của bọn họ còn tỏa ra khí tức của pháp quyết tần mục. Cả nhóm bay ngang qua chỗ của Vương Bảo Nhạc biến mất. Khi họ bay qua, bọn họ không hề chú ý tới có một làn khói đen đột nhiên xuất hiện trên tóc người tu sĩ trung niên bay ở phía cuối cùng. Làn khói đó quấn quanh người này, xong chúi vào lỗ tai của hắn ta, khiến cho cơ thể của hắn ta đột nhiên run rẩy. Không gian xung quanh cũng như bị vặn vẹo một thoáng. Những tu sĩ bay ở phía trước không ai chú ý tới cảnh này. Sự vặn vẹo trong mắt của người đó là do Vương Bảo Nhạc biến thành vẻ ngoài của người này. Sau khi biến xong, thì hắn phong ấn tên xui xẻo kia lại rồi nhét vào túi chữ vật. Thậm chí Bảo Nhạc còn sẵn tiện siêu hồn tên này sơ một lượt. Hoàng tộc. Lúc Bảo Nhạc biến thân đi theo những tên tu sĩ này, ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Thông qua siêu hồn, hắn đã biết những người này đều là đệ tử của hoàng tộc, đồng thời cũng biết về mục đích và công việc của bọn họ khi đến đây. Hoàng đế thật mục đời này sắp sửa mở ra nghĩa địa, tất cả tu sĩ hoàng tộc đều phải quay về đây à? Thú vị đấy, thời cơ mà Tạ Hải Dương tìm cho ta đúng là quá tốt mà. Bảo Nhạc nhau mắt lại, vì tên bị hắn siêu hồn cũng không biết được bao nhiêu thông tin, nên Bảo Nhạc cũng chỉ biết được đại khái, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Suốt dọc đường hắn chỉ trầm ngâm, đi theo mọi người mà thôi. Nửa cách giờ sau, bọn họ đã đi tới trung tâm của Hoàng Lăng. Từ xa Bảo Nhạc đã thấy được ở nơi đây có một pho tượng cực lớn. Pho tượng kia cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, khuôn mặt không có mũi miệng mà chỉ có một con mắt cực lớn. Tôi được làm bằng đá, nhưng lúc Bảo Nhạc nhìn thấy con mắt kia, yểm một quyết trong cơ thể hắn lại tự động vận chuyển. Hắn lập tức áp chế nó lại, bình tĩnh đi theo những tu sĩ kia tới gần pho tượng. Lúc này đã có hàng trăm tu sĩ tập trung tại đây. Hình như những tu sĩ này không phải cùng một nhóm, mà bọn họ chia ra làm hai phe. Một phe ở phía ngoài, những người này khoảng hơn 30 người, mặc trường bào bảy sắc, đeo mặt nạ màu tím, khí tức sắc bén, sát khí nồng đậm. Tu vi của bọn họ rất kinh người. Ngoài 5 người có tu vi thông thần ra, có một người trong số đó được Vương Bảo Nhạc cho rằng chắc chắn là linh tiên. Phe này có một đặc điểm chung là trên người của tất cả đều có mùi máu tanh. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong tay của mỗi người đều cầm một miếng ngọc bội màu máu. Dường như mùi máu tanh mà những miếng ngọc bội này tỏa ra có thể giúp cho bọn họ tiêu diệt phần nào sự bài xích ở nơi đây, khiến cho không gian xung quanh bọn họ không có bất cứ hiện tượng bài xích nào. Khi Bảo Nhạc thấy được cảnh này thì không khỏi nheo mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn sang phe còn lại. Nhóm người kia đứng gần pho tượng, quần áo của bọn họ rất sang trọng, trên người đều có chấn động của pháp quyết thần mục. Rõ ràng bọn họ đều là người của hoàng tộc, trong đó có một người tỏa ra dao động mạnh mẽ nhất. Bốn người này đều là những lão giả, trong đó có ba vị mặc áo tím, tu vi đều tới thông thần đại viên mãn. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng, bây giờ tất cả đều đang nhìn về phía người mặc áo bào vàng, đầu đội vương điệm, ăn vận trông giống như một vị đế vương. Hoàng huynh, như vậy có nghĩa là người không chịu phải không? Lúc này một người trong số ba lão già áo tím hỏi với giọng điệu lạnh tanh. Ông ta vừa dứt lời, lão già nhìn như đế vừa kia lập tức run rẩy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta nhìn sang ba lão già ở bên cạnh với ánh mắt sợ hãi, sau đó mới nói với vẻ chua chát. Chấm thật sự đã cố hết sức rồi, có phải ta không muốn mở ra đâu, thật sự là do huyết mạch của ta không đủ nồng đậm. Dù các người cho ta ăn loại huyết mạch đan mới thì cũng vậy mà thôi. Chương 843, không biết trượng cao bao nhiêu. Lão già mặc áo đế bào nhìn ba người kia với khuôn mặt đắng chát, sâu trong đáy mắt là vẻ sợ hãi tới tự linh hồn, không hề giống giả bộ chút nào cả. Nhưng có lẽ do Vương Bảo Nhạc đã xem tự truyền quan lớn quá nhiều, nên hắn cảm thấy không thể đánh giá một người có vẻ bề ngoài được, nhưng người càng giống lão già này thì lại càng dễ lật mặt. Dựa vào quần áo và cách nói chuyện của ông ta thì có thể thấy được lão già này chính là hoàng đế của Vân Minh Tần Mục. Bảo Nhạc chớp mắt tiếp tục quan sát. Trong lúc Bảo Nhạc quan sát, vị hoàng đế kia vừa dứt lời thì sắc mặt của ba lão già áo tím ở bên cạnh đều trở nên vô cùng khó coi.
Vị vừa mới mở miệng lập tức lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế Văn Minh Thần Mục. Ngay lúc ông ta muốn nói gì đó thì vị tu sĩ linh tiên đang đứng ở trong nhóm người không phải hoàng tộc bỗng nhiên phá lên cười. Hạc Vân Tử đạo hữu, hình như vị hoàng huynh đệ của ngươi, cũng tức là hoàng đế đời này của Văn Minh Thần Mục, không chịu phối hợp lắm thì phải. Tử La đạo hữu đừng nóng vội. Lão già áo bào tím được vị linh tiên gọi là Hạc Vân Tử kia nghe vậy thì xoay người lại ôm quyền với hắn ta, sau đó lại quay về phía hoàng đế Văn Minh Thần Mục với ánh mắt chứa đầy sát cơ. Hoàng huynh, ngươi đừng ôm ảo tưởng viễn vông, cũng đừng thử giới hạn của ta nữa. Bọn ta làm vậy cũng chỉ là muốn khiến cho hoàng tộc Thần Mục trở nên huy hoàng mà thôi. Ngươi nhìn thái độ của tất cả đệ tử hoàng tộc xem, đây là chuyện nhất định phải làm. Hạc Vân Tử, ngươi hiểu lầm chấm rồi. Ta thật sự không có cách nào cả. Dĩ nhiên ta cũng biết gần như mọi đệ tử hoàng tộc đều ủng hộ chuyện các ngươi hợp tác với Văn Minh Tử Kim. Tuy rằng ta không đồng ý với chuyện này, nhưng ta biết ngoài cái danh hoàng đế ra thì bản thân cũng không có tư cách gì để phản đối cả. Hoàng đế Văn Minh Thần Mục nhăn nhó nhìn về phía vị Hạc Vân Tử kia. Hoàng huynh hiểu là được rồi. Chỉ cần mở mộ tổ thì sẽ có thể hoàn toàn mở cánh cửa Thần Mục ra. Đến lúc đó dựa theo mình ước giữa chúng ta và Văn Minh Tử Kim, bọn họ sẽ giáng lâm tiêu diệt Tam Đại Tông Môn, khôi phục thời đại huy hoàng của hoàng tộc Thần Mục ta. Chẳng lẽ hoàng huynh không muốn hoàng tộc Thần Mục chúng ta quật khởi một lần nữa sao? Hạc Vân Tử nhìn chằm chằm vào hoàng đế gằn từng chữ một, đồng thời ánh mắt của ông cũng trở nên vô cùng điên cuồng. Quật khởi ư? Hoàng đế Thần Mục lại cười khổ, ánh mắt ông không có chút hy vọng hay phấn khởi gì cả. Sau khi im lặng một lúc, ông bèn thở dài đoạn nói tiếp. Chậm không muốn khôi phục lại sự huy hoàng của hoàng tộc, nhưng mượn nhờ ngoại lực thì khác gì dẫn sói vào nhà chứ. Cho dù có thành công thì Văn Minh Thần Mục có còn là Văn Minh Thần Mục không? Hơn nữa với sự lớn mạnh của Văn Minh Tử Kim, cả ta và ngươi đều hiểu rõ lý do tại sao bọn họ lại muốn liên minh với chúng ta mà. Cho dù là như vậy thì cũng không có nghĩa là trẫm không cố gắng giúp ngươi. Hạc Vân Tử, hay là ta nhường vị trí hoàng đế cho ngươi vậy? Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nồng độ huyết mạch của ta không đủ, ta cũng hết cách thật rồi. Nói xong câu cuối, lão hoàng đế như trực khóc. Bảo Nhạc đứng đó không xa thấy được cảnh này thì trong lòng bắt đầu dậy sóng. Bảo Nhạc cảm thấy như bản thân vừa nghe được một đoạn tin động trời. Hắn lập tức đoán ra được có lẽ nhóm người mặc áo bào bảy sắc kia chính là người của Văn Minh Tử Kim. Ngoài ra Bảo Nhạc cũng cảm thấy không thể nhìn thấu được lão hoàng đế này. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hắn cho rằng lão già này nhất định có vấn đề. Hiển nhiên không chỉ Bảo Nhạc mà vị Hạc Vân Tử kia cũng nghĩ như vậy. Ông nhìn chằm chằm vào lão hoàng đế, sát cơ trong mắt lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Hoàng huynh, tuy rằng bấy lâu nay ngươi có vẻ hồ đồ, nhưng ta tin rằng tâm cơ của ngươi nhất định còn xấu hơn bọn ta. Ta cho ngươi thời gian 3 giây, nếu như ngươi không chịu mở giả nữa thì đừng trách bọn ta vô tình. Khi Hạc Vất Tử nói ra 4 chữ cuối cùng thì giọng nói cũng lập tức trở nên điên cuồng. Ông ta từ từ giơ tay phải lên, sấm sét ở xung quanh lập tức trở nên cuồn cuộn, sau đó nhanh chóng hình thành một bàn tay khổng lồ ngay trên đỉnh đầu của ông ta. 1. Chậm nói thật mà. 2. Trời ạ, tại sao ngươi lại không tin ta chứ? 3. Khuôn mặt của Hạc Vân Tử nổi đầy cơn xanh, ông ta hét lớn một tiếng, tay phải toan hạ xuống. Ta mở. Sắc mặt của lão hoàng đế tái mét, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, ông ta tranh thủ hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới trước pho tượng. Dù mũ vua ở trên đầu rơi xuống thì cũng không dành để ý tới. Vẻ mặt mếu máu, ông run rẩy cắn nát ngón tay đã chi chít vết thương của mình, vận chuyển tu vi nặn máu ra rồi vẩy về phía trước mắt pho tượng. Mở ra cho chậm. Pho tượng rung nhẹ, nhưng chỉ rút nhẹ mà thôi, sau đó còn chẳng thay đổi nào nữa. Hạc Vân Tử và hai vị lão già bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhất là Hạc Vân Tử, ông giật quá hóa cười, sát cơ trong mắt bùng nổ. Ông ta hạ tay phải xuống, bàn tay khổng lồ kia lập tức bay thẳng tới chỗ lão hoàng đế. Khí thế như cầu vồng, sát cơ cuồn cuộn, gió lốc nổi lên khắp nơi. Lúc bàn tay kia sắp hạ xuống, lão hoàng đế kêu thảm một tiếng, nước mắt tuôn trào, quỳ phịch xuống trước pho tượng mà gào lên. Lão tổ ơi là lão tổ, nếu ngài có linh thiêng thì hãy mở mắt ra đi. Ta van xin ngài, hãy mở cánh cửa này ra đi. Ta...
Lúc ông ta đang nói thì có một cảm giác sợ hãi bốc ập đến. Lão hoàng đế rút lên bần bật, đống quần cũng ướt nhẹp. Sau đó mặt của lão hoàng đế thoáng cái đã đần thối ra. Ông cúi đầu nhìn xuống cười thảm một tiếng, không ngờ lại ngồi đó khóc toáng lên. Tiếng khóc thê lương thảm thiết tới mức độ khiến người khác phải mùi lòng. Bảo Nhạc thấy cảnh này thì lập tức ngẩn ra, có mắt trừng to như sắp rớt tới nơi. Sau khi quan sát lão hoàng đế kia thật kỹ, hắn lại hít sâu một hơi, thầm nghĩ người này một là đã luyện kỹ năng diễn kịch tới mức cảnh giới cao nhất, hai là ông ta thật sự đã bị hiểu lầm. Hạc Vân Tử cũng phải ngớ người ra, ông cũng bất đắc dĩ nhìn sang lão hoàng đế đang gào khóc, sau đó lại xoay người nhìn về phía nhóm tu sĩ Văn Minh Tử Kim kia. Khiến Tử La đạo hữu chế cười rồi. Vị tu sĩ linh tiền tên Tử La trong nhóm người Văn Minh Tử Kim kia nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt lóe sáng. Sau khi đưa mắt nhìn qua, hắn ta lại quay sang lạnh giọng với Hạc Vân Tử. Không sao, lần này bản tọa tới chính là để xử lý chuyện này. Đồng thời nồng độ huyết mạch của hoàng đế các người không đủ, vậy thì tập hợp huyết mạch của tất cả đệ tử hoàng tộc ở đây vào một người, như vậy có lẽ sẽ đủ. Bản tòa được lão tổ bán cho một món pháp bảo, có thể thiêu đốt huyết mạch của những người đứng trong khu vực nhất định. Lúc này huyết mạch sẽ được kích hoạt hoàn toàn, sau đó lại hợp sức mở ra thì nhất định sẽ thành công. Vị tu sĩ linh tiên này vừa nói vừa giơ tay phải lên. Lúc này lại có một ngọn đèn bằng đồng xanh chưa được châm lửa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vung tay lên, ném ngọn đèn này bay qua chỗ Hạc Vân Tử. Hạc Vân Tử, người hãy toàn lực vận chuyển tu vi để thắp ngọn đèn này lên. Như vậy huyết mạch đệ tử hoàng tộc ở đây sẽ có thể bắt đầu thiêu đốt. Ngọn đèn này vừa xuất hiện thì lập tức có một luồng khí tức tang thương tỏa ra, dường như nhìn thấy nó sẽ thấy được thời gian đang trôi đi. Hạc Vân Tử đón lấy, toàn thân lập tức chấn động, huyết dịch toàn thân lập tức bùng nổ. Tu vi của ông cũng bắt đầu mất khống chế mà bị kích hoạt trong nháy mắt. Thậm chí hư ảnh thần mộc sau lưng ông ta cũng bị hút vào bên trong ngọn đèn bằng đồng xanh kia. Sau khi hấp thu xong, bắc đèn đột nhiên xuất hiện tê lửa, chỉ thoáng cái đã ngày càng sáng ngời. Phụt một tiếng, bắc đèn đã hoàn toàn được thắp cháy. Ngay khi vừa cháy lên, ánh lửa từ bắc đèn lập tức tán ra khắp nơi. Sau khi bao phủ toàn bộ nơi đây, tất cả đệ tử hoàng tộc lập tức biến sắc, toàn thân của bọn họ chấn động. Mi tâm bắt đầu xuất hiện ấn ký hình con mắt, máu và tu vi trong cơ thể của bọn họ giống như bị thứ gì đó dẫn dắt mà xông thẳng lên đỉnh đầu. Người đứng mũi chịu sào chính là vị Hạc Vân Tử này. Trong nháy mắt, đầu của ông ta lập tức xuất hiện ánh sáng đỏ, chiếu cao hơn 5 trượng, trông vô cùng kinh người. Hai lão già ở bên cạnh cũng như vậy, chẳng qua độ cao của ánh sáng nơi thấp chỉ có hơn 4 trượng mà thôi. Như vậy cũng là bất phàm lắm rồi. Những đệ tử hoàng tộc xung quanh ai cũng run rẩy lên nổi. Tuy rằng bọn họ cũng xuất hiện ánh sáng đỏ, tức lại cao thấp không đều, cao thì cỡ 3 trượng, thấp thì cũng chỉ có mấy tấc. Bảo Nhạc cũng lập tức biến sắc, yểm một quyết trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, ý chí bị chấn áp trong yểm một quyết đột nhiên bộc phát ra như muốn xông ra ngoài. Tôi chết rồi. Bảo Nhạc biến sắc. Lúc Bảo Nhạc đang chấn áp ý chí trong người thì có một luồng ánh sáng cao nhất vọt lên từ giữa đống cổ sáng, chính là của lão hoàng đế còn đang gào khóc kìa. Không ngờ ánh sáng đỏ trên đầu ông ta lại cao tới 30 trượng. Ánh mắt của mọi người đều bị nó thu hút. Thấy hiệu quả tốt như vậy, Hạc Vân Tử lập tức cười lớn, nói với lão hoàng đế: "Bây giờ chúng ta có thể..." Ông ta vừa nói tới đây thì trời đất đột nhiên biến động, gió mây cuốn ngược, tiếng nổ vang vọng khắp trời đất. Có một luồng sáng đỏ lập tức xông tận lên trời, lan tràn khắp nơi, cháy lấp bầu trời, bao trùm cả mặt đất. Không chỉ Hạc Vân Tử mà cả hai lão già áo tím ở bên cạnh ông ta, lão hoàng đế và tất cả đệ tử hoàng tộc xung quanh, thậm chí ngay cả những tu sĩ Văn Minh Tử Kim cũng đều phải giật mình. Lúc bọn họ nghiêng đầu nhìn về phía Bảo Nhạc thì thấy được một luồng sáng đỏ kinh thiên động địa phóng thẳng lên tận trời từ đỉnh đầu của Bảo Nhạc. Độ cao này đã không thể dùng trượng để miêu tả nữa. Luồng sáng này chiếu lên trên mấy vạn trượng, nối liền với bầu trời, hoàn toàn không biết cao bao nhiêu. Cái quái gì? Hạc Vân Tử trợn mắt há mồm, trong đầu nổ vang, kinh ngạc bật thốt. Chương 844, Gian Thương. Sao có thể như vậy được? Không chỉ Hạc Vân Tử, hào lão già áo tím ở bên cạnh ông ta cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh kêu lên. Lúc này những đệ tử hoàng tộc xung quanh đều trợn to hai mắt, trên mặt đầy vẻ không dám tin, thậm chí là sợ hãi. Dường như bọn họ không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, đủ loại cảm xúc dần xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Bởi vì luồng sáng đỏ trên đỉnh đầu Bảo Nhạc đã xông tận lên trời, như nối liền với trời cao.
Bầu trời nơi này bắt đầu nổ vang, một tầng gợn sóng màu đỏ bị khuấy động, sau đó không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thậm chí nếu nhìn từ xa, khung cảnh này giống như bầu trời đang mở mắt, lộ ra một con mắt màu máu nhìn xuống chúng sinh từ trên cao. Khí thế này mạnh tới mức lóc trời lở đất, bát phương rung chuyển, thậm chí trên mặt đất cũng có xuất hiện gợn máu đỏ đang khuếch tán ra, bão táp nổi lên. Một vòng xoáy được hình thành xung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó âm ầm tản ra xung quanh với khí thế rời non lấp biển. Mọi người ở xung quanh lũ lượt bỏ chạy giống như gặp ma, từng tiếng kinh hô và xôn xao liên tục vang lên. Trời ạ, luồng sáng này có bao nhiêu vậy? Vạn trượng hay 10 vạn trượng đây? Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Hôm qua ta dùng quá nhiều huyễn linh thảo rồi, rốt cuộc ai mới là hoàng đế đây? Những lời bàn tán lộn xộn bắt đầu bùng nổ, đám tu sĩ Văn Minh Tử Kim rung động toàn thân. Tuy là không kinh hãi như hoàng tộc Văn Minh Thần Mục, nhưng do cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ nên bọn họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của vị tu sĩ lính tinh cầm đầu kia thì lóe lên một cái. Rõ ràng luồng sáng đỏ trên đỉnh đầu Bảo Nhạc đã khoa trường thái quá so với hắn, nhưng người khác giống như một đám gà con với một người khổng lồ vậy. Không chỉ những người khác mà ngay cả bản thân Bảo Nhạc cũng giật mình không thôi. Trước đó thấy vị tu sĩ linh tiên của Văn Minh Tử Kim lấy ra ngọn đèn bằng đồng xanh thì Bảo Nhạc đã cảm giác bất an rồi. Dù sao lúc hắn vừa mới truyền tống tới nơi này thì đã cảm thấy là lạ, bởi nơi đây không những không bài xích hắn mà còn tỏ ra thân thiết quá đáng. Chẳng qua hắn vẫn luôn tự an ủi bản thân mà thôi. So với Vương Bảo Nhạc thì lão hoàng đế thật sự dùng máu của mình để mở cửa, nên hắn nghĩ thầm. Dù sao thân thể bản nguyên này của mình cũng không có máu, thế thì lấy đâu ra huyết mạch để mà lo chứ, chắc là sẽ không bị phát hiện ra đâu. Đồng thời hắn muốn nghiệm chứng suy đoán của bản thân xem thế nào. Bây giờ Bảo Nhạc không khỏi cười khổ, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn có thể khẳng định suy đoán kia là đúng. Tùy lý do mà nghĩ địa hoàng năng này không bài xích, thậm chí còn tỏ ra thân thiết với ta có liên quan tới Yểm Mục Quyết, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Chủ yếu là do ý chí được ẩn giấu trong Yểm Mục Quyết. Ý chí này có quan hệ rất lớn tới Văn Minh Thần Mục. Bây giờ ta đã đoán ra được lai lịch của nó rồi. Có thể khẳng định nó chính là vị lão tổ đã sáng tạo ra Thần Mục Quyết năm đó, đồng thời cũng là vị hoàng đế đời thứ nhất của hoàng tộc. Bảo Nhạc lập tức khẳng định suy nghĩ này. Trong nháy mắt, những suy nghĩ này liên hệ phỏng đoán này đều xẹt qua trong đầu hắn. Ngay khi suy đoán của hắn đã được nghiệm chứng, lão hoàng đế của Văn Minh Thần Mục vốn đang gào khóc đã trợn to hai mắt. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc thì ông ta bỗng nhiên đứng thẳng người lên, sau đó quỳ xuống bái lạy Vương Bảo Nhạc. Lão tổ, là lão tổ, lão tổ thật sự hiển linh, cuối cùng ngài cũng về rồi. Lão hoàng đế này vô cùng kích động, sau khi quỳ lại hét lớn để bày tỏ sự hưng phấn của bản thân. Thậm chí ông ta thấy quỳ lại thôi còn chưa đủ để diễn tả hết sự kích động trong lòng mình, nên lập tức dập đầu lia lịa. Mà giọng nói đầy phấn khởi của ông ta cũng dẫn tới sự cầu ngưỡng huyết mạch. Những đệ tử hoàng tộc do bị ép nên mới ủng hộ Hoặc Vân Tử nhào nhào quỳ xuống bái lạy, cùng hô to với lão hoàng đế. Bái kiến lão tổ. Lão tổ. Khác với những người đã quỳ lạy, cũng không ít đệ tử hoàng tộc vẫn còn đang đứng thẳng, nhất là Hạc Vân Tử và hai vị thân vương kia. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều lộ ra sát cơ và tham lam. Gần như ngay lúc ba người bọn họ dấy lên sát cơ, Bảo Nhạc thấy lão hoàng đế và những người xung quanh đang quỳ lạy mình thì lập tức nhào mắt lại. Phản ứng của lão hoàng đế thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng Bảo Nhạc lại cảm thấy khá gượng ép. Nhất là hắn còn cảm thấy lần này mình đến đây thật sự đã quá mức thuận lợi. Trọng điểm của lần thuận lợi này chính là thời cơ. Lần này Bảo Nhạc xuất hiện lại có thể dễ dàng nghe được tất cả bí mật của hoàng tộc, thậm chí là biết được chuyện của Văn Minh Tử Kim. Trong đó câu thật sự hiển linh cuối cùng cũng quay về, của lão hoàng đế cũng dấy lên một vài suy đoán trong lòng của Bảo Nhạc. Nếu nói không phải tin Tạ Hải Dương kia đang giở trò thì đánh chết ta cũng không tin. Cho nên việc ta xuất hiện lúc này sẽ mang lại lợi ích gì cho Tạ Hải Dương đây? Trừ khi lão hoàng đế này là đồng bọn của Tạ Hải Dương, như vậy thì câu thật sự hiển linh cuối cùng cũng về của ông ta có nghĩa là gì? Ông ta đã tìm tới chỗ Tạ Hải Dương để mua một điều ước, và điều ước đó chính là muốn lão tổ của mình trở về. Ăn hai đầu à? Như vậy tiếp theo chính là giai đoạn xem ai quan trọng hơn rồi. Bảo Nhạc mỉm cười,
Đây không phải lần đầu tiên Tạ Hải Dương làm loại chuyện này. Năm đó ở Cổ Kiếm Đồng Xanh, tên này cũng từng chơi Vương Bảo Nhạc một vố. Tạ Hải Dương bán tung tích của Vương Bảo Nhạc cho những người muốn giết hắn, sau đó lại giúp mình giết ngược lại tên kia rồi chia thu hoạch. Nghĩ tới đây, Bảo Nhạc lập tức thay đổi kế hoạch. Hắn vốn muốn đi vào trong cửa lớn Hoàng Lăng với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng bây giờ do hắn không hề bị bài xích, hơn nữa ý chí yểm mục quyết cũng vấn đề, nên Vương Bảo Nhạc không nóng vội nữa. Bảo Nhạc không thể bỏ qua tạo hóa này, nhưng trước khi có thu hoạch thì hắn muốn khống chế nơi này trước đã, như vậy sẽ đề phòng được bất chắc xảy ra. Lúc nghĩ tới đây, tu vi của hắn bùng nổ, bộ giáp đế hoàng lập tức xuất hiện, tạo thành uy áp chấn áp mọi thứ. Đám người yêu xung quanh lập tức bị một làn sóng lớn vỗ vào người, cơ thể của những đệ tử hoàng tộc đang quỳ lại Vương Bảo Nhạc run lên, miệng hộc máu tươi. Bây giờ Bảo Nhạc đột nhiên chạy thẳng tới chỗ ba vị thân vương kia. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn sấm chớp. Lúc ba vị Hạc Vân Tử vừa biến sắc, Bảo Nhạc đã áp sát, giơ tay phải lên, sức mạnh linh tiết bùng nổ đánh thẳng về phía ba người kia. Nhưng ngay khi Bảo Nhạc ra tay, ngọn đèn bằng đồng xanh trong tay của Hạc Vân Tử đột nhiên sáng bừng lên, một tiếng hừ lạnh trong đó truyền ra. Tiếp theo lại có một ngón tay hư ảo duỗi ra, đâm mạnh về phía Bảo Nhạc. Ngón tay kia lập tức tỏa ra uy áp canh giới hành tinh. Đồng tử của Bảo Nhạc co rút, hai bên cũng va chạm với nhau. Một tiếng đổ lớn vang lên, cơ thể của Bảo Nhạc run lên, bị đánh lui ra sau. Lửa hành tinh trong cơ thể tản ra, giúp hắn triệt tiêu bớt sức mạnh của một chỉ kia. Lúc này mới coi như tạm ổn, nhưng cho dù là như vậy, sức mạnh bản nguyên trong cơ thể Bảo Nhạc vẫn bị đánh cho quay cuồng. Trong lúc lùi lại thì sắc mặt của bản thân cũng trở nên khó coi, đồng thời hắn cũng nhìn chằm chằm vào ngón tay được duỗi ra từ trong ngọn đèn bằng đồng xanh kia. Ba người Hạc Vân Tử thấy được cảnh này thì vô cùng chấn động, trán ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi khi Bảo Nhạc tới gần thì bọn họ đã cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nếu như không có ngọn đèn này thì sợ rằng ba người bọn họ đã về chầu trời rồi. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Hạc Vân Tử hít thở dồn dập, quắc mắt hỏi Vương Bảo Nhạc. Đối với Bảo Nhạc, ba người Hạc Vân Tử này chẳng là gì hết. Lúc này hắn đang nhào mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đồng xanh trong tay họ, thầm nghĩ không ngờ ngọn đèn kia lại ẩn giấu thần niệm của một tu sĩ hành tinh. Xem ra âm mưu của đám người thuộc Văn Minh Tử Kim này không hề nhỏ. Điều này làm cho hắn cảm thấy hứng thú với thứ giấu được trong Hoàng Lăng này hơn. Có thể đỡ được một chỉ của lão phù mà không hề hấn gì, hơn nữa nồng độ huyết mạch lại cao quý như vậy. Nhưng dù ngươi là ai đi nữa thì suy đoán của lão tổ cũng không hề sai. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để mở Hoàng Lăng của Văn Minh Tần Bục ra. Tự là giải trừ phong ấn của ngươi đi, sau đó hiến tế tên này cho ta. Lúc Bảo Nhạc đang suy nghĩ thì lại có một giọng nói đanh thép vang ra từ trong ngọn đèn bằng đồng xanh kia. Sát cơ trong giọng nói này vô cùng mãnh liệt. Khi giọng nói lại vang lên, vị tu sĩ linh tiên sơ kỳ tên là Tử La kia lập tức ôm quyền cúi đầu với ngọn đèn bằng đồng xanh. Xin tuân lệnh trường tòa. Nói xong, hắn ngẩng phất đầu lên, trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang, dường như hắn đang giải trừ phong ấn. Bây giờ tu vi của hắn ta bỗng nhiên bùng nổ, từ linh tiên sơ kỳ nhảy lên linh tiên trung kỳ, sau đó là linh tiên đại viên mãn. Tiếp theo hắn đứng đó giống như một vị thần, mỉm cười với Bảo Nhạc. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta đến là vì ngươi. Đồng tử của Bảo Nhạc co rút, quyết đoán rút lui, trong lòng thì tức tối mắng thầm. Suy đoán cái khí gì, tiệt dư cái tên Tạ Hải Dương nhà ngươi, không ngờ ngươi lại ăn tới ba đầu. Chương 845, có quà có lại. Khi Bảo Nhạc lui lại thì cũng là lúc Tử La nhoáng người áp sát. Đồng thời ngọn đèn bằng đồng xây trong tay của Hạc Vân Tử cũng vàng lên tiếng hư lạnh của tu sĩ hành tinh kia. Khi tiếng hư lạnh xuất hiện, ánh lửa trong ngọn đèn lập tức bùng lên. Không biết lấy thủ đoạn gì mà uy áp của tu sĩ hành tinh lại trực tiếp tỏa ra từ trong ngọn đèn, hóa thành phong ấn bao phủ Vương Bảo Nhạc lại. Nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy có một cái lồng trong suốt đang úp xuống mặt đất, nên phạm vi di chuyển của Bảo Nhạc bây giờ chỉ còn lại khoảng trăm trượng mà thôi. Trong phong ấn chẳng những hạn chế phạm vi hoạt động của Bảo Nhạc mà còn ngăn cách hắn với cửa lớn Hoàng Lăng. Bảo Nhạc thấy vậy thì lại biến sắc lần nữa. Nếu như tiếng mắng chửi trong lòng hắn có thể truyền ra thì nhất định sẽ chấn động cả trời đất. Cái tên Tạ Hải Dương khốn kiếp nhà ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta, con mẹ nhà ngươi. Chắc chắn là do phát hiện ra ta tu luyện yểm mục quyết nên tên gian thương này mới ăn được ba đầu. Đồng thời chắc chắn hắn ta cũng biết được ta sẽ không bị bài xích nếu đi đến đây, nên những lời nhắc nhở trước đó đều là giả vờ giả vịt cả. Nhất định là tên gian thương giành mãnh này biết ta còn có bao nhiêu hồng tinh, nên mới tạo cơ hội khiến ta phải tìm hắn nhờ giúp đỡ,
sau đó cắt cổ ta, rút hết máu. Trong lúc lùi lại, Bảo Nhạc đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lọt hố, sau đó bị tên gian thương cứ chặt chém một vố đầu. Thế là Bảo Nhạc bắt đầu đồng não, tốc độ bùng nổ lần nữa. Hắn nhanh chóng di chuyển trong phạm vi trăm trượng này nhằm tránh đòn tấn công của Tử La. Lúc Bảo Nhạc gặp nguy hiểm thì cũng đoán ra mọi thứ là do tên gian thương tạo Hải Dương cái giở trò. Tên khốn đó chẳng những bán thông tin cho mình với giá cao, mà còn sẵn tiện thỏa mãn nguyện vọng của lão hoàng đế Văn Minh Thần Mục, thậm chí còn hoàn thành yêu cầu của Văn Minh Tử Kim. Lúc này trong cửa hàng Tạ Hải Dương ở khu chợ cách Văn Minh Thần Mục ở nơi xa ơi là xa, Tạ Hải Dương đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo, bỗng hắt hơi một cái. Có người đang chửi ta. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, giơ tay phải lên bấm ngón tay. Vài giây sau thì tỏ vẻ chưa tiêu ra. Nhất định là tên mập vương bỏ nhạc kia đang chửi ta. Thiếu chủ, rõ ràng người đã nhìn thấy rồi mà, cần gì phải làm ra vẻ biết bói toán chứ. Người đang báo cáo cho Tạ Hải Dương là một lão già mặc áo bào sang trọng, có thể thấy địa vị của lão già này không hề thấp. Lúc này ông ta đứng ngồi đó cười nói với ánh mắt chế nhạo. Tạ Hải Dương chớp mắt lại nhìn sang một thẻ ngọc được đặt ở trên bàn. Bấy giờ thẻ ngọc đó đang xuất hiện một hình ảnh, đây chính là cảnh tượng ở Hoàng Lăng của Văn Minh Thần Mục. Hơn nữa dường như góc nhìn này cũng không phải Vương Bảo Nhạc mà là của lão hoàng đế. Tuy cách nơi này rất xa nhưng hình ảnh vẫn rất rõ nét, thậm chí ngay cả thanh âm cũng vô cùng rõ ràng. Lúc này Tạ Hải Dương không khỏi xấu hổ, lầu bầu. Ông đây không biết bói toán thật, nhưng ta giả vờ giả vịt một chút thì cũng không được à? Thấy Tạ Hải Dương xấu hổ nên lão già cũng không cười nữa, sau khi suy nghĩ một hồi thì mới hỏi. Thiếu chủ, chúng ta có nên giúp đỡ Vương Bảo Nhạc một chút hay không? Tên mập này bướng lắm, nhưng sẽ không sao cả. Có lẽ thủ đoạn mà hắn ẩn giấu sẽ phá vỡ được phong ấn này, nhưng cái giá nhất định sẽ rất lớn, cho nên hắn sẽ rất nhanh truyền âm mắng ta một trận. Sau đó sẽ phải ngoan ngoãn móc tiền ra nhờ ta giúp đỡ. Lần này có lẽ không cần nhờ thẻ ngọc của ta, hắn cũng có thể mở cửa Hoàng Lăng ra. Nhưng mục đích của ta khi đưa thẻ ngọc cho hắn vốn dĩ chính là để hắn cầu cứu ta mà. Ngoài ra sau khi hắn đi vào trong Hoàng Lăng, ta còn có thể chặt chém hắn một lần nữa. Bởi vì nếu không có ta giúp đỡ với khả năng bây giờ của hắn, thì sẽ không thể nào lấy được tạo hóa đó đâu. Tạ Hải Dương mỉm cười đầy tự tin, sau đó lấy một tấm thẻ ngọc truyền âm ra đặt ở bên cạnh. Thứ ta chờ bây giờ chính là lời cầu cứu giúp phá vỡ phong ấn hành tinh của hắn. Lúc Bảo Nhạc lấy thẻ ngọc ra thì Bảo Nhạc đang ở trong Hoàng Lăng nhanh chóng lùi lại. Hắn đã nghĩ ra một vài cách để hóa giải nguy cơ lần này. Chẳng qua, nếu như phải dùng tới những cách này thì Bảo Nhạc đầy cảm thấy không cam lòng, thậm chí là tiếc đứt quả ruột. Hắn cảm thấy dù là thẻ ngọc truyền âm của Liệt Diễm Lão Tổ hay là bàn tay hành tinh đã được nuôi dưỡng bởi ngọn lửa hành tinh trong thức hải mà phải dùng vào chuyện này thì đều đáng tiếc cả. Thẻ ngọc thì chỉ có một cái mà thôi, tuy bàn tay kia có thể dùng tới 2-3 lần, nhưng vẫn còn một quãng thời gian nữa mới được nuôi dưỡng xong. Nếu dùng sớm thì sợ rằng uy lực sẽ không đủ, lúc đó hắn sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nữa thì mới có thể có hiệu quả như mong muốn. Còn cách bùng nổ lửa bộ giáp đế hoàng thì Bảo Nhạc cũng phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nữa. Đây là cách để đồng quy vô tận, một khi dùng tới hắn sẽ tổn thất nặng nề. Thế Tạ Hải Dương khốn kiếp đang ép ta phải cầu cứu hắn đây mà. Ánh mắt của Bảo Nhạc đầy vẻ dãy rủa, hắn nhoáng người lên miệng cưỡng né đòn tấn công của Tử La. Lúc này Tử La đã mất kiên nhẫn, với tu vi của hắn ta mà vẫn không bắt được Bảo Nhạc đã bị giới hạn phạm vi hoạt động. Tuy cũng là do hắn ta muốn bắt sống Bảo Nhạc nên sẽ khó khăn hơn, nhưng điều này sẽ khiến cho hắn ta cảm thấy hơi mất mặt trước trường tòa. Không cần bắt sống, giết chết rồi lấy thi thể của hắn để hiến tế cũng được. Hiển nhiên vệ tu sĩ hành tinh trong ngọn đèn bằng đồng xanh kia nhận ra điều này, thế là lập tức đanh giọng nói. Tuân lệnh. Tử La nghe xong thì lập tức nhếch miệng cười, giơ tay phải lên, lập tức cơ thể tỏa ra một lượng khí đen. Đồng khí đen này bay thẳng tới bàn tay phải của hắn ta. Bàn tay lập tức hóa thành đầu của một con cá sấu. Cái đầu cá sấu này to lên, bao phủ Tử La lại. Toàn thân của hắn ta đã hóa thành đầu của con cá sấu. Cái đầu cá sấu này có khí đen vờn quanh, có thể nhìn ra nó đã trở nên hư thối và bục rữa. Thậm chí trên người của nó còn có một cảm giác yêu dị không nói nên lời. Sau khi xuất hiện, không gian trong khu vực bị phong ấn lập tức vặn vẹo, một luồng uy áp đáng sợ tỏa ra từ người nó. Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được một nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Nhưng ngay lúc lần nguy cơ này xuất hiện,
Dẫu cho ánh mắt của Bảo Nhạc bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, trong đầu của hắn chợt nhớ tới câu nói của vị tu sĩ hành tinh kỳ nãy kìa. Lấy thi thể của ta hiến tế ư? Thi thể hiến tế. Lúc này ánh mắt của Bảo Nhạc sáng rực lên, một ý tưởng to gan xuất hiện trong đầu của hắn. Liều một lần vậy, nếu không được thì cho tên Tạ Hải Dương trời đánh thánh đồng kia một cơ hội kiếm tiền vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Bảo Nhạc lập tức trở nên điên cuồng, hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên không né tránh hay phòng thủ gì nữa mà phóng thẳng tới chỗ Tử La, giống như đang tự mình tìm chết vậy. Tử La thấy vậy thì lập tức sững sờ, nhưng sát cơ trong mắt của hắn ta nhanh chóng bùng nổ, hắn ta tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã tới gần Bảo Nhạc. Bây giờ hắn nhè răng cười một tiếng, cái đầu cá sấu kia cũng há miệng đầy máu cắn về phía Bảo Nhạc. Khi thấy Bảo Nhạc sắp bị thôn phệ mà vẫn không hề phòng thủ, chỉ tiếp tục xông lên như muốn đồng quy vu tận, thì lão hoàng đế bỗng nhiên biến sắc. Lần đầu tiên trong mắt của ông ta thật sự trở nên hoang sợ. Không chỉ lão hoàng đế mà Tạ Hải Dương cũng biến sắc. Hắn vốn đang ngồi đó rung đùi đắc ý, nhưng bấy giờ thấy được cảnh này thì cũng lập tức đứng phắt dậy. Nguy rồi! Tạ Hải Dương vừa lên tiếng thì cơ thể của Bảo Nhạc bỗng truyền ra một tiếng gào thét. Yểm một quyết trong cơ thể của hắn ta tự động vận chuyển, sau lưng lập tức xuất hiện một con mắt khổng lồ, đồng thời con người của nó có khuôn mặt của một lão già xuất hiện. Lão già này chính là ý chí ẩn náu trong yểm một quyết. Không phải vì Bảo Nhạc nghĩ đây là thân thể bản nguyên nên mới liều mạng như vậy, mà là nghe được bốn chữ thi thể và hiến tế kia thì chợt nghĩ đến một điều, đó chính là ngoài lão hoàng đế ra thì vẫn còn một người nữa không muốn mình chết. Người này chính là ý chí lão tổ trong văn minh thần mục. Bảo Nhạc biết rõ ông ta đang mưu đồ điều gì đó, do càng biết rõ nên hắn ta càng dám liều. Tuy lão quỷ kia hy vọng mình sẽ bị trọng thương hay suy yếu gì đó, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không muốn mình bị bắt hay là giết chết ở đây. Cho nên ta cũng có thể lợi dụng ngược lại việc ăn ba đầu của Tạ Hải Dương. Như vậy ta sẽ có thể làm chủ và phá vỡ tình thế bất lợi này. Trong tự truyện quan lớn có một câu, không thể xem thường bất cứ ai. Tạ Hải Dương, ngươi sai ở chỗ đã xem thường Vương Bảo Nhạc ta. Ngay lúc Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lão già trong cơn mắt lớn ở sau lưng hắn lập tức cảm thấy bất mãn thấy rõ. Ông ta vốn không muốn ra tay vào lúc này, nhưng do bị ép nên chỉ đành hô lên hai chữ. Thần mục. Ngay khi hai chữ này vang lên, toàn thân của Tử La lập tức chấn động mãnh liệt. Cái đầu cá sấu của hắn ta nhanh chóng xuất hiện vô số con mắt. Đôi mắt này lập tức tự bạo, khiến cho Tử La phải kêu lên đau đớn. Trong lòng hắn ta như xuất hiện ảo giác, hắn không hề cảm nhận được vị trí chính xác của Bảo Nhạc nữa. Thay vì sống tới chỗ của Bảo Nhạc thì hắn bắt đầu xông về phía khác. Đồng thời ánh mắt của lão hoàng đế ở bên cạnh phòng ấn cũng đỏ quạch. Ông ta nhảy lên với vẻ mặt điên cuồng, miệng hét lớn một tiếng. Thần mục. Trong lúc hét lớn, trên người của ông ta nhanh chóng xuất hiện vô số con mắt. Sau đó những con mắt này đồng loạt tự bạo, cơ thể của ông ta cũng âm âm nổ tung, máu thịt lập tức hóa thành một con mắt đỏ ngòm to lớn rồi xông thẳng về phía vòng ngấn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, không biết lão hoàng đế này đã dùng thủ đoạn gì. Sau khi con mắt đó tàn rã, vòng ngấn của vị tu sĩ hành tinh kia lập tức bị ô uế. Lúc này vòng ngấn bắt đầu rung động mãnh liệt, sau đó lộ ra một khe nứt. Lúc khe nứt này xuất hiện, ánh mắt của Bảo Nhạc lập tức lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn mượn cơ hội này để lùi lại tới khe nứt. Trước khi bước vào bên trong, hắn còn dõi mắt nhìn thoáng qua đống máu thịt ở bên ngoài phong ấn với vẻ chế giễu. Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương thấy được vẻ chế giễu trong mắt của Bảo Nhạc thì hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn mới từ từ ngồi xuống. Người đúng là không đơn giản. Chương 846, bên trong Hoàng Lăng. Sự thật chứng minh, quan hệ ba bên bình thường sẽ có rất nhiều biến số, lại còn dễ bị lợi dụng và phá giải. Cũng như Vương Bảo Nhạc lúc này đang lợi dụng khát vọng, sống còn của ý chí trong nghiệp bổ quyết để chống lại sự can thiệp tới từ văn minh tử kim vậy. Trên điều kiện nhất định thì hắn và ý chí yểm mục quyết trong cơ thể có thể đạt thành nhất trí tạm thời. Sau khi ý chí trong yểm mục quyết ra tay, vị tu sĩ linh tiên đại viên mãn tên Tử La kia hết tham lùi lại. Thân ảnh của Bảo Nhạc cũng lách mình lướt qua cái khe do vị hoàng đế văn minh thần mục kia hy sinh bản thân để đánh giá. Chỉ nháy mắt đã lướt qua. Sau khi ra khỏi phòng ấn thì Bảo Nhạc lại nhìn xung quanh. Tế Tử La như bị ảo giác kia đang bị khói đen vây kín toàn thân, vừa thở hồng hộc vừa tức giận gào rú. Rõ ràng hắn ta cũng đang khôi phục. Khi Bảo Nhạc nhìn lại thì khói đen cũng tàn biến, để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu Tử La ở bên trong đó. Ngay khi giao nhau với ánh mắt của Bảo Nhạc, Tử La gầm lớn một tiếng xông thẳng tới. Cùng lúc đó, ngọn đèn đồng xanh trong tay của Hạc Vân Tử đang kinh ngạc há hốc mồm,
cũng rung chuyển dữ rồi. Ký thức hành tinh trong đó nổi giận đùng đùng như muốn lao ra. Chưa có lá ngộ, không thể cố chống, sao lại có ý chí của Yểm Mục Quyết? Bảo Nhạc tin chắc nếu lúc này mà mình bỏ cuộc, muốn rời khỏi nơi này thì ý chí Yểm Mục Quyết trước đó bắt buộc phải ra tay giúp mình, nhất định sẽ lập tức giở trò tấn công, khiến mình mất cơ hội rời khỏi. Cho dù Tạ Hải Dương đã hứa hẹn là thẻ ngọc có thể truyền tống mình đi, nhưng tới lúc này Bảo Nhạc không thể tin Tạ Hải Dương được nữa. Nên bây giờ hắn chỉ có những lựa chọn sau. Một là đánh cược một lần, bảo Tạ Hải Dương lập tức đưa mình đi. Hai là chỉ có thể nhảy vào lối ra duy nhất, cũng tức là con mắt của phó tự kế bên, cửa chính Hoàng Lăng. Nếu bọn tề ở đây, thì có lẽ Bảo Nhạc sẽ chần chừ hoặc còn đánh cược một lần. Nhưng hôm nay chỉ là thân thể bản nguyên, Bảo Nhạc không khỏi nhau mắt lại. Trong một giây, hắn nhớ lại tất cả những chuyện diễn ra sau khi mình tới Văn Minh Thần Mục này và tách phân thân ra. Bảo Nhạc dám chắc một điều rằng gần như tất cả thời gian ý chí trong Yểm Mục Quyết này đều bị chính mình áp chế và phong ấn. Như vậy sẽ khiến đối phương sinh ra một nhầm lẫn. Ấy chính là có lẽ Yểm Mục Quyết này cũng không rõ thân thể của mình lúc này chỉ là một phân thân. Đương nhiên cũng có thể là do Bảo Nhạc đoán sai. Thực tế đối phương đã biết hết mọi chuyện. Nhưng đây cũng là một điểm mù, vì đây không phải là phân thân bình thường mà tới từ chỗ sư huynh. Vượt xa trình độ mà ý chí Yểm Mục Quyết này có thể so sánh, muốn đoạt thân thể của mình sẽ vô cùng khó khăn. Nếu là như vậy, cho dù đối phương sinh lòng tham muốn chiếm thân xác của Vương Bảo Nhạc thì khả năng thành công sau cũng vô cùng thấp. Cho dù nó thật sự thành công thì cũng chẳng sao hết, tôi đã chính là để bản thân của ta bị thương theo. Chưa kể ta cũng có thể chọn cách kêu gọi liệt diễn lao tổ vào trong lúc nguy cấp nữa. Nghĩ vậy, trong mắt cô Bảo Nhạc lóe hàn quang. Lúc hắn nghĩ chuyện này đều dùng lửa hàng tinh để che đậy tư duy, bảo đảm sẽ không bị ý chí của Yểm Mục Quyết phát hiện. Như vậy thì kẻ nên hoảng sợ không phải là ta, mà là ý chí của Hoàng đế Văn Minh Thần Mục ở trong đầy mới đúng. Ông đầy lấy chắc lần tạo hóa này rồi. Hết chương 846. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.